Xin chào các chú, các bác và tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review làm cái video làm gỏi tai heo. Tai heo là một cái món gỏi dễ làm nhất mọi người. Này, mình rau của mình đã sắc. Rau của mình bao gồm là bắp chuối, rau răm, rau húng, rồi dưa leo. Làm món gỏi thì phải có chanh mọi người nha. Đậu phụng, rau của mình đã sắc xong rồi, mình tai heo mình luộc để nguội mọi người. Sau đó mình để sắc tai heo nhỏ nhỏ dài dài vừa ăn mọi người. Hành tây mình cho một ít thôi mọi người nhé, một nửa quả hành tây thôi. Rồi mình rang đậu phụng mọi người. Rang đậu phụng xong rồi mình lấy vỏ nó ra rồi mình giã cho nó vừa vừa. Sau đó mình thái tai heo của mình, nó thái như mình thái ra này. Này là ớt của mình mình giã cay vừa vừa thôi, cay quá không được. Người phải có đường nha mọi người, món gỏi thì phải có đường, chanh và bóc ít nhất cũng phải 3 quả chanh nha. Vừa vừa thôi, chưa cũng chưa lắm, vừa miệng mình ăn. Đây mình trộn đều này. Nó mình trộn thành được con gỏi rồi, có đậu phụng thử ăn thử có vừa miệng hay không. Nếu không vừa miệng thì mình thêm một ít nước mắm nữa cho nó mùi thơm thơm mọi người. Quả chanh mình lấy 3 quả nhỏ nhỏ thì mọi người vừa vừa thôi. Xong rồi mình nặn lại, mình trộn đều đó, ăn vừa miệng là ok. Rồi gỏi của mình đã xong rồi mọi người, chén nhậu thôi. Mọi người thấy video của mình hấp dẫn thì xin hãy cho mình một like, đăng ký kênh của mình để có động lực làm cái video mới. Chào tạm biệt mọi người nha.